Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là thuốc từ COD của thang cao của hàng H của Mỹ với mã code là 2125915 các bạn ha. Mình được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên và dùng để xác định nhu cầu oxy hóa học COD theo phương pháp phá mẫu H-Method 8000 USEPA chưa chứng nhận. Đối với ống COD dùng cho thang đo cao HR Plus và thang đo cực thấp UHR USEPA đã chứng nhận. Đối với ống COD dùng cho thang cao đo HR, thang đo thấp LR, thuốc từ để phân tích COD được pha chế sẵn giúp loại bỏ việc tiếp xúc hóa chất độc hại có tính ăn mòn. Người sử dụng chỉ cần đơn nhận cho mẫu vào thể tích theo yêu cầu và ống COD đem đi phá mẫu và cuối cùng đọc kết quả trực tiếp trên máy quang phổ hoặc là xoa màu quan ha. Phương pháp đo quang học cho kết quả chính xác và không cần dùng đến các dụng cụ chuẩn độ cũng như đòi hỏi kỹ năng về khi xác định COD theo phương pháp chuẩn độ. Thể tích ra chất sử dụng cho ống COD H rất nhỏ, giúp giảm thiểu tối đa việc tạo ra chất thải có chứa trong thành phần độc hại như bạc, thủy ngân, chrome các bạn ha. Số lượng ống test là 150 ống, đường kính ống là 16 mm. Và yêu cầu phá mẫu là có các bạn ha.